Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa là nơi giải đáp và cung cấp các thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe cho các bé từ các chuyên gia bác sĩ uy tín trong ngành. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một phần rất quen thuộc của chương trình, đó chính là phần Bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Hướng dẫn cách bù điện giải đúng cách. Tiêu chảy, nôn ói, sốt là bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng và nhiều dịch bệnh như hiện nay. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng cơ thể trẻ mất muối, mất nước. Khi mất muối và nước nặng sẽ gây nguy hiểm cho trẻ với những biểu hiện như trẻ lừ đừ, ngủ gà, ly bì, yếu cơ, chuột rút, thậm chí gây khó thở, chóng mặt và nhịp tim nhanh. Do đó, bố mẹ cần kịp thời bù điện giải cho bé. Thành phần chính của chất điện giải là muối và đường. Khi được pha đúng sẽ bù lại lượng muối và nước đã mất cho trẻ. Tuy nhiên, nếu pha sai cách sẽ dẫn đến hậu quả sau. Pha đặc. Pha quá đặc dẫn đến hàm lượng muối hấp thu vào máu tăng cao. Tăng muối trong máu gây mất nước các tế bào, có thể xuất hiện các biểu hiện như co giật, hôn mê và có thể gây tổn thương não không phục hồi. Không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong. Pha loãng. Pha quá loãng sẽ không đạt được hiệu quả bù muối và nước. Thậm chí nếu uống nhiều có thể gây vỡ tế bào, ảnh hưởng tới cơ thể do lượng nước quá nhiều mà natri không đủ. Để đạt hiệu quả và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, cần chú ý những điều sau khi sử dụng bù điện giải cho trẻ. Cần đọc kỹ hướng dẫn cách pha. Tuyệt đối tuân thủ theo liều lượng quy định trên bao bì nhà sản xuất. Sử dụng các dụng cụ đo, không ước lượng hoặc đo một cách cảm tính. Không được đun sôi dung dịch đã pha. Không chia nhỏ gói thuốc để sử dụng. Sau khi pha dung dịch với nước, chỉ uống trong vòng 24 giờ. Chú ý tuyệt đối không được cho thêm đường. Không pha với sữa, nước trái cây, nước ngọt hoặc sáng tạo công thức để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Khi xuất hiện dấu hiệu như trẻ thay đổi ý thức, lơ mơ, ly bì, mệt mỏi, nôn nhiều, bố mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Trẻ tiêu hóa kém, nguyên nhân do đâu? Hệ tiêu hóa nói chung bao gồm 6 cơ quan chính như miệng, thực quản, dạ dày, ruột, gan và tụy. Thức ăn sẽ bắt đầu đi từ miệng, vào đến thực quản, sau đó đến các cơ quan còn lại để được chuyển hóa và hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Cấu tạo hệ tiêu hóa ở trẻ em cũng bao gồm các cơ quan trên. Tuy nhiên, khác với người trưởng thành, hệ tiêu hóa ở trẻ em vẫn trong giai đoạn phát triển, dễ gặp các vấn đề sau đây. Đầy hơi. Những thói quen ăn uống không lành mạnh của trẻ thường gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu. Hậu quả, em bé sẽ cảm thấy khó chịu ở bụng, ăn uống kém đi. Táo bón. Đa số trẻ nhỏ hay gặp hiện tượng này, nguyên nhân chính là do không cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể, không uống đủ nước mỗi ngày. Tình trạng này khiến em bé cảm thấy khá mệt mỏi, khó chịu và biếng ăn. Tiêu chảy. Ngược lại với táo bón, tiêu chảy là hiện tượng bé đi ngoài ra phân lỏng vài lần trong ngày, khiến cơ thể bé mất nhiều nước, gây ra tình trạng trẻ mệt mỏi, lười ăn. Hầu hết các trường hợp bị tiêu chảy là do nhiễm trùng hoặc rối loạn tiêu hóa. Vậy làm thế nào để giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt? Bố mẹ hãy ưu tiên lựa chọn những thực phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh. Tốt nhất chúng ta nên cho con ăn chín, uống sôi để hạn chế tình trạng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Ngoài ra, bố mẹ có thể bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ tăng cường tiêu hóa cho trẻ như siro ăn ngon 3 tác động được đề cập trong phác đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia với các thành phần thảo dược như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ cây long đẫn vàng giúp trẻ ăn ngon, bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa để trẻ phát triển khỏe mạnh. Thưa quý vị, một nghiên cứu gần đây dẫn đầu bởi tiến sĩ Harris đến từ Đại học Công nghệ Queensland, Úc cho biết sự thiếu hiểu biết về sự phát triển hệ tiêu hóa của trẻ đã vô tình khiến nhiều cha mẹ cho trẻ ăn sai cách và hiểu được sự trưởng thành của hệ tiêu hóa ở trẻ em. Cha mẹ sẽ biết cách chăm sóc trẻ tốt hơn và hạn chế được tình trạng biếng ăn. Vậy thì hệ tiêu hóa của trẻ em phát triển như thế nào và cách chăm sóc trẻ em ở mỗi giai đoạn sẽ ra sao? Vị khách mời đặc biệt sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc để cùng nhau tháo gỡ chủ đề ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ. Chào Quốc Bảo, chào quý vị khán giả. Và quý vị khán giả, nếu như còn những câu hỏi nào thì đừng quên số điện thoại tổng đài quen thuộc của chương trình để liên lạc thưa quý vị. Và đó chính là số 1800 8070. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị.
Và bên cạnh đó thì Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin được mời bác sĩ Phương Linh cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay. Ngoan nha, mẹ đút nha, mẹ đút con ăn nha. Ôi rồi đó, con bị mẹ đó, mà mẹ xin lỗi con. Thương con. Nội Dương nha, nè, nè, cho Dương cái đồng hồ nè, đồng hồ nè. Cho con cái đồng hồ nè. Nội thương. Cái đồng hồ nè, bảo bảo nha. Ôi rồi, rồi, rồi. Đó, mẹ thấy không? Bây giờ tới giờ ăn á, nó cũng không chịu ăn nữa. Vũ ơi, Vũ. Rồi, rồi. Đi vô đây. Bông nó ra, Vũ nó ăn cho tôi. Chị Vũ cho bé ăn giùm em với nha. Thương ơi, nè 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 nè, mẹ thương nha, mẹ thương nha. Đó, mẹ thấy không? Cũng tại mẹ hết đó. Bây giờ hả, anh Dương nó biếng ăn như vậy đó. Hồi lúc đó, hả, 4-5 tháng tuổi đó, con cũng nói với mẹ rồi, mẹ để con chăm Dương đi. Đó hả, mẹ cũng không chịu, mẹ sợ nó ốm còi cọc đó. Rồi mẹ bắt hả là phải cho nó ăn dặm nhiều nhiều vô. Rồi tới chừng đó, 10 tháng con cũng phải ráng con làm theo ý mẹ. Mẹ nói là cho ăn nhạt quá không được, mình ăn không được sao con ăn. Xong rồi hả, mẹ bắt là phải cho ăn đầy đủ gia vị. Bây giờ mẹ thấy không, bây giờ con chỉ cần nấu cháo lạc tí xíu thôi là Dương nó không chịu ăn. Mà mẹ biết rồi, ăn đầy đủ gia vị như vậy rất là hại thận rồi ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Bây giờ mẹ thấy không, con nấu lạc nó biếng ăn, nó không chịu ăn. Rồi cứ đút một cái là nó khóc à. Tôi nuôi 4 đứa con nghe, trong đó có thằng chồng của cô đó, bằng chứng sống sáng cho cô thấy đó. Không một đứa nào bị cái gì hết trơn á trời. Mà rõ ràng á, trời đất ơi, con nít nó giống như mình vậy đó con à. Hả, mình ăn cái gì là nó phải ăn cái đó, mình thấy ngon thì nó mới thấy ngon. Đừng có tưởng con nít nó không có biết gì. Trời đất ơi, lặt nhắt vậy làm sao mà nhỏ ăn được. Nhưng mà mỗi thời khác nhau mà. Ừ, cái gì vậy trời. Chị ơi, cái gì mà từ đầu sớm cuối sớm là nghe hai mẹ con la làng rồi. Cái gì vậy sớm rồi anh này, trong lòng dễ sợ luôn á chị. Chuyện gì? Chị coi coi, ăn mà cần tiếng đồng hồ vậy đó, mà một mẹ một con mà đút nhau mà không thể nào mà đút xong được một cái chén cháo cho nhỏ. Thì có gì Năm nghe thử coi gì Năm thấy đúng không. Bây giờ sao, ý cô thì sao? Bây giờ em nói chị nghe đó, nó thấy chị vô cái nó là gọi là kêu gọi đồng minh liền đó. Bây giờ nè chị, chị làm ơn làm phước, chị nói giùm em một tiếng cho nó hiểu là có phải con dâu của chị á, nó nghe chị thành ra là con của nó hả, vừa cao mà vừa chịu ăn, nó ăn mà nhìn mập mà thấy thương luôn, nhìn như là cái máy hút bụi vậy đó chị. Đúng rồi, em nhìn em thấy anh nó vô nó hút một cái là thấy hết chén cháo. Đúng đúng, cháo tôi là vậy đó. Cô đừng có nghĩ mình người lớn mình nói gì cũng đúng nghe, không phải là người lớn ăn sao thì con nít phải ăn vậy, không được. Con nít dưới 10 tháng tuổi ha, mình đừng có cho gia vị vô đồ ăn của nó. Nó ăn gia vị vậy nó không tốt cho cái sự phát triển của hệ tiêu hóa của trẻ, hiểu chưa? Sao cái kho tàng trong chị nó nhiều dữ vậy chị? Chị nghe đâu vậy? Em có tin cái chuyện đó luôn á, thiệt á. Mình sao nó vậy chứ sao mờ sao mình sao nó vậy? Thời mỗi thời nó mỗi khác, nghe chưa? Thời đại 4.0 rồi chứ phải như hồi xưa. Đó, hồi xưa đó, người lớn ăn sao, nít ăn vậy. Cái hệ tiêu hóa của nó không có tốt, nghe chứ biết chưa? Em thấy hệ tiêu hóa em vẫn ngon lành mà xưa má em nuôi em vậy. Trời ơi, nói gì cũng đầu bây giờ không tin không được rồi. Tôi sẽ nhờ chuyên gia nè, chuyên gia về nhi khoa đó ha, để tư vấn cho hai mẹ con biết, để mình hiểu cái sự trưởng thành về hệ tiêu hóa của trẻ. Còn ai đúng ai sai nghe, mời. Vâng ạ, à, vậy thì thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm của chúng ta có nhắc đến việc là hiểu về sự trưởng thành hệ tiêu hóa của trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết sự trưởng thành hệ tiêu hóa của trẻ là như thế nào được không ạ? Cảm ơn Quốc Bảo. Chuyện là hiểu về cái sự trưởng thành đối với cái hệ tiêu hóa của trẻ thì phải biết tận gốc. Nếu như mà mình hiểu được, mình sẽ hiểu đứa nhỏ, mình có thể theo dõi được cái sự phát triển của con và đáp ứng những nhu cầu đó. Bây giờ mình sẽ chia ra từng cái bộ phận đi của cái đường tiêu hóa. Thì đầu tiên hết là đối với cái miệng và cái khoang miệng, thì chúng ta thấy là đối với trẻ sơ sinh, cơ nhai nè, cơ môi phát triển nhất, bởi vì em bé phải bú. Bú là một phản xạ sống còn, cho nên là cơ nhai và cơ môi nè rất là phát triển. Lưỡi có rất là nhiều gai vị giác nhưng mà cũng đang trên cái tiến trình phát triển. Rồi tuyến nước bọt thì thật ra là chưa phát triển nhiều nha. Đến khoảng chừng 4-5 tháng tuổi là lúc tuyến nước bọt phát triển, cho nên ở cái độ tuổi đó là em bé nó thường hay bị nhỏ dãi lắm. Cái chuyện đó rất là sinh lý, và khi mà mình hiểu cái sinh lý đó mình sẽ bớt lo. Và đến khoảng chừng 6 tháng tuổi thì cái tuyến nước bọt hoàn thiện dần, thì lúc đó em bé mới bắt đầu ăn dặm thì nó sẽ hợp lý và đúng với cái độ tuổi hơn. Trong cái miệng của trẻ thì còn có một bộ phận quan trọng đó nữa là răng.
răng. Khi mà trẻ bắt đầu có chiếc răng sữa đầu tiên là vào khoảng 5 đến 6 tháng tuổi. Có một số bạn là cũng hơi trễ nha. Yeah. Miễn sao tầm 24 tháng tuổi thì mình thấy là tương đối đầy đủ là cũng ổn rồi đó ha. Tùy thuộc vào cái sự phát triển của răng, chúng ta cung cấp được những cái thức ăn mà phù hợp với lại cái độ tuổi của trẻ. Yeah. Đối với dạ dày của em bé thì vừa mới sinh á, nhỏ xíu xíu thôi, bắt đầu là lớn dần 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 thì mình phải cho con một cái lượng sữa nó phù hợp. Yeah. Dạ dày thì có một chút xíu thôi, mà bây giờ cho sữa nhiều hơn chắc chắn sẽ trào ra rồi. Yeah. Như vậy thì mình sẽ cứ việc theo nhu cầu của con mà thôi, chứ còn hả, mình không nên cố gắng là mới khúc đầu thôi mà cho quá nhiều, như vậy nó sẽ trái sinh lý. Trong cái đường ruột á, thì mình thấy là cái đường ruột rất là dài. Dài gấp 6 lần là so với những cái cơ quan khác ở trong cơ thể luôn. Ở trong cái đường ruột thì quan trọng nhất là gì? Đó là cái hệ vi sinh đường ruột đó. Rồi những cái men tiêu hóa thì trong đó là có cái men amylase. Thì là ở cái độ tuổi là trước 6 tháng tuổi thì nó chưa có hình thành. Vì vậy cho nên là trẻ không thể tiêu hóa tinh bột được. Đó là lý do mà nên là 6 tháng tuổi thì mới ăn dặm. Rồi sau đó là chúng ta có cùng cái bộ phận là gan, cũng là thuộc về hệ tiêu hóa. Tiêu hóa. Gan là nơi mà để có thể chuyển hóa thức ăn, chuyển hóa thuốc. Gan của mấy bạn nhỏ đó là chắc chắn là chưa hoàn thiện. Cái lá gan của mình nó sẽ cứ lớn dần lớn dần. Những cái tế bào gan nó sẽ hoàn thiện dần theo thời gian. Và vì vậy cho nên nó là cái chuyện mà chúng ta bổ sung những cái thực phẩm, những cái thức ăn không phù hợp với độ tuổi sẽ làm nặng gan lắm. Khi mà chúng ta hiểu được những cái gọi là cái tiến trình phát triển về cái sự trưởng thành của cái hệ tiêu hóa thì như vậy chúng ta sẽ nắm được một cách rất là cơ bản để mà chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu của đứa nhỏ. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trong tình huống vừa rồi thưa bác sĩ, người bà thì vì quá lo cho cháu của mình mà cho bé ăn dặm quá sớm, là từ trước 4-5 tháng tuổi luôn. Và khi đứa trẻ được 10 tháng tuổi, bé bắt đầu biếng ăn. Thì người bà của chúng ta nhất định là đòi thêm nêm nếm gia vị cho trẻ để cho hấp dẫn hơn, ngon hơn, kích thích cái việc bé ăn nhiều hơn. Vậy thì theo bác sĩ là trẻ em có nên ăn dặm trước 6 tháng tuổi hay không? Và có nên nêm gia vị cho trẻ trước 1 tuổi hay không ạ? Trong tiểu phẩm này, thế hệ trước của chúng ta chưa có cập nhật. Thì mình cứ theo rất là cảm tính, thấy tầm khoảng 4 tháng tuổi là lúc đó cái đứa nhỏ nó bị biếng ăn sinh lý. Yeah. Có nghĩa là làm biếng bú dữ lắm. Đúng rồi. Cứ là bú chơi chơi vậy đó. Thành ra là các bà rất là lo lắng, thấy nhỏ dãi thì thôi tới tuổi ăn rồi đó. Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ thì người ta khuyến cáo mình là 6 tháng tuổi thì ăn dặm. Tuy nhiên là đối với Tổ chức Y tế Thế giới đó thì người ta cũng đưa ra một cái gợi ý là miễn sao đừng có ăn trước 4 tháng là được. Trong một số trường hợp nếu như cái đứa trẻ nó phát triển vượt trội, nó có đầy đủ tất cả những cái yêu cầu của cái chuyện là có thể ăn dặm thì cũng có thể xem xét cái chuyện ăn dặm. Tuy nhiên tốt nhất là mình sẽ cho trẻ ăn dặm là từ 6 tháng trở đi. Và tuyệt đối không có được cho ăn dặm trước cái thời điểm 4 tháng tuổi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Còn cái vấn đề về gia vị. Về gia vị. Cái nhân vật của chúng ta, cái tình huống đó thì thấy bé biếng ăn rồi. Thì cho bé gia vị nhiều hơn chút xíu thì bác sĩ chia sẻ như thế nào về cái vấn đề này ạ? Thì thật ra là như thế này, chúng ta thấy là sữa mẹ đó là cái món ăn đầu tiên của đứa trẻ đó. Bản chất là nó lạt lẽo lắm. Trong sữa có vị rất là cơ bản. Như mặn, ngọt, chua, đắng và cái umami. Đó là cái năm vị trong sữa nó cũng đã có một phần. Tuy nhiên là nó không có phải là quá rõ ràng như là thức ăn của người lớn của mình đâu. Đa số là nó nhạt. Yeah. Mà thấy là nếu mà mình nêm gia vị nhiều quá đồ đó, nó cũng là một trong những cái thứ mà phải bắt gan của mình là nó phải chuyển hóa nhiều, hoạt động nhiều hơn. Rồi cái đường ruột của mình nữa, những cái men ở trong đó đó, nó cũng không có thích những cái gia vị đó luôn. Thật ra là đối với những cái vị đó ha, chúng ta cho ăn mặn quá thì chúng sẽ thấy những cái nguy cơ về sau. Đúng rồi. Những cái nguy cơ về tăng huyết áp, đái tháo đường. Cho nên là trước 1 tuổi thật ra là chúng ta không có nên nêm cái gia vị gì hết trơn luôn. Chúng ta cứ để cho trẻ được tiếp xúc với lại mùi vị tự nhiên của thức ăn. Tất cả mọi thứ đều tự nhiên là tốt nhất. Trong cái tình huống tiểu phẩm vừa rồi đó, bạn nhỏ của chúng ta đã bị cho ăn dặm sớm, đồng thời là cũng đã bị nêm gia vị trước cái thời điểm 1 tuổi. Đối với những trường hợp như vậy thì thật ra chúng ta không có nên cắt gia vị ngay lập tức, mà là chúng ta sẽ cho trẻ ăn lạc dần. Cho ăn lạc dần rồi mình sẽ coi lại, điều chỉnh lại, làm cho cái bữa ăn nó đa dạng hơn. Chúng ta thay thế những cái gia vị đó bằng những cái gia vị tự nhiên. Về cái hành vi và cái thái độ mà cho ăn nữa, chúng ta đừng có ép, đừng có cưỡng ép quá nhiều. Để ý tâm lý lại chút xíu. Để ý tâm lý, không ép nhưng mà cũng phải có kỷ luật. Đồng thời bên cạnh đó là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái thực phẩm bổ sung để mà có thể làm tăng cường cái vị giác, giúp cho con của mình ăn ngon miệng hơn nè và hợp tác hơn nữa. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Và bên cạnh đó thì không biết là bác sĩ có lời khuyên nào thêm dành cho các ba mẹ có con đang bị biếng ăn không ạ? Những bạn mà biếng ăn, bác sẽ hỏi về cái chuyện là 24 tiếng đồng hồ của bạn nhỏ đó làm gì, ăn gì, đó. Ngủ mấy tiếng,
rồi những cái hoạt động khác như thế nào. Phải thực sự hiểu. Chúng ta sẽ cần phải hiểu cả một cái quá trình đó. Cái đầu tiên hết và các bạn phải để ý đó là cái chế độ ăn. Chế độ ăn. Đừng có ép con quá. Và dạ, khi mà như vậy thì rõ ràng cái tâm lý ăn uống không có gì vui vẻ hết. Và có những cái bạn mà bị ép ăn khủng hoảng đến nỗi mà nửa đêm thức dậy khóc luôn. Dạ, vừa phải thôi. Có kỷ luật, tôi hay dùng cái chữ là có kỷ luật, sẽ ăn đúng giờ. Mình sẽ cho trẻ ngồi vào bàn ăn đàng hoàng, tránh cái tivi, tránh cái đồ chơi. Mình nên tránh chỉ những cái này cái kia để cho con tập trung vào trong cái bữa ăn. À, rồi đối với cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta sẽ phải bổ sung đầy đủ bốn nhóm chất nè, về đạm, đường, béo, rồi chất xơ, vitamin và khoáng chất, đó là phải đủ những cái nhóm chất đó. Ví dụ như là mới 6 tháng mới bắt đầu ăn dặm, chúng ta phải đúng theo cái tiến trình, đúng theo cái sự trưởng thành mà hồi nãy giờ chúng ta nói ha, đúng cái giai đoạn. Và nhớ nha, đúng giờ đúng bữa không có nên ăn vặt. Ngoài ra thì đối với cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày thì nhiều khi các con nó khó mà bổ sung đầy đủ, thì mình có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm để mà có thể giúp cho con của mình nó ăn ngon hơn. Yeah. Tuy nhiên là lúc này tôi cũng nói là mình phải lựa chọn những cái sản phẩm nào mà an toàn cho trẻ, có chứng nhận đầy đủ nha. Chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà có được cái ba tác động sau nè. Cái tác động thứ nhất, cải thiện việc vị giác, có nghĩa là có thể kích thích cho trẻ ăn ngọt. Mà mình dùng cái gì tự nhiên thì tôi thích những cái hạt cỏ cà ri chẳng hạn. Dạ. Thì nó kích thích tăng tiết về cái dịch vị nè, là giúp cho trẻ sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Về cái tác động thứ hai, đó là cái tác động về cái chuyện cải thiện hệ tiêu hóa. Về nghiên cứu đó thì người ta đưa ra những cái cây, ví dụ như là cây long đởm nè. Thì cái cây đó thì nếu như mà mình sử dụng trong những cái sản phẩm mà nó có cái được cái những cái chất từ cái cây đó đó ha, thì mình sẽ thấy là em bé nó giảm được cái chướng bụng đầy hơi. Cái chướng bụng đầy hơi là một trong những cái mà nó gây biếng ăn nha. Có một cái cây nữa, đó là cây có tên là Centauri. Nó sẽ làm tăng tiết về cái dịch tiêu hóa. Dịch tiêu hóa. Mình đưa thức ăn vào thì nó sẽ tiêu hóa tốt hơn. Tác động cuối cùng đó là mình có thể bổ sung được đầy đủ những cái chất thiết yếu cho con của mình. Thật ra là như thế, một cái số chất cần thiết khác á, cơ thể không tự rao ra được, phải mà được mình hỗ phải trợ. Hỗ trợ qua cái chuyện là ăn uống, hay qua cái chuyện là mình bổ sung. Thì ví dụ như là chiết xuất từ phấn hoa nè, hay là mầm lúa mì nè, thì sẽ có thể cung cấp được 18 loại axit amin cần thiết. Rồi xong rồi là mình sẽ thấy là những cái vitamin A, ha, B, E, ha, luôn luôn rất rất là cần thiết cho cái sự phát triển về hệ tiêu hóa và thậm chí là cả miễn dịch của đứa trẻ nữa. Yeah. Đó, cho nên là chúng ta thấy đó là ba cái tác động rất là cần thiết khi mà chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm để mà bổ sung cho con yêu của mình. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại tình huống của ngày hôm nay. Mình phải hiểu về sự trưởng thành á, mà về hệ tiêu hóa của trẻ đó thì mới chăm sóc trẻ đúng, hiểu chưa? Chị sao chị hay quá vậy? Chị học cái lớp nào chị cho em đi học chứ? Trời ơi, có lớp nào đâu, thì bác sĩ người ta nói đó, rồi mình nghe lời bác sĩ, người ta chỉ biểu sao mình làm y như vậy thì em re chứ có gì đâu. Hai mẹ nghe bác sĩ nói chưa? Bởi vì con nói cho ăn nhiều gia vị quá là ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa rồi hả, hại thận. Để giờ sao, bây giờ sao chị, bây giờ sao có yên tâm, yên tâm, đây tôi đem món quà qua đây cho thằng bé. Nè, cái sản phẩm này tốt lắm mà nghe, giúp tiêu hóa và hấp thu tốt đó. Đây đây, con lấy con coi đi, rồi con đọc cho mẹ con coi nghe nữa. Thì ra là sản phẩm Vitobimbi Appetito. Đây là siro ăn ngon ba tác động từ 100% thảo dược châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa, hấp thu tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật. Sản phẩm dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh, dễ uống, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Rồi, vậy là đúng cháu tôi đó. Đó, đúng chứ. Đây nè, qua tặng. Đây, bỏ đây. Tặng cho nhà con luôn hả? Tặng cho con. Để mua, để mua. Thôi, tặng đi, rồi uống tốt thì mua thêm. Dạ, trời em cảm ơn chị. Có gì đâu, ơi. Thằng bé này cũng như cháu mình mà. Dạ. Nuôi sớm với nhau mà có gì đâu. Dạ. Thấy hai mẹ con cắn ráng nhau, ví dụ là nuôi cháu cho nên tôi đem qua tôi tặng đó. Mẹ, bây giờ mẹ biết rồi đó, mẹ để cho con á là toàn tâm toàn ý con nuôi con nha. Mẹ đừng có bắt ép con nữa nha. Rồi, thôi con của con thì con cứ nuôi, đúng là phải có chuyên gia, mình mới thấy mình sáng ra chị. Ừ, cha, đây nè, nhờ đây đó. Cảm ơn gì đâu. Có gì đâu con cảm ơn vậy. Mời tao ăn cơm trưa đi. Ê, mời tao ăn cháo vịt. Vâng ạ, và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh. Và Quốc Bảo cũng hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sau khi có thêm được những kiến thức đến từ bác sĩ Linh rồi thì quý vị phụ huynh sẽ hiểu được rõ hơn về sự phát triển hệ tiêu hóa của trẻ nè, để tránh đi cái tình trạng là biếng ăn cho trẻ. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa trong khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn
ăn ngon ba tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như tất cả quý vị khán giả còn có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bé thì đừng quên tổng đài quen thuộc của chương trình Bác sĩ Nhi khoa, đó chính là số 1800 8070. Tất cả những chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi khoa. Xin chào. Xin chào. Mẹ bắt là phải cho ăn đầy đủ gia vị. Bây giờ mẹ thấy không? Bây giờ con chỉ cần nấu cháo lạc tí xíu thôi là Dương nó không chịu ăn. Mà mẹ biết rồi, ăn đầy đủ gia vị như vậy rất là hại thận, rồi ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Bây giờ mẹ thấy không? Con nấu lạc nó biến ăn, nó không chịu ăn. Rồi cứ đút một cái là nó khóc à. Tôi nuôi 4 đứa con nha, trong đó có thằng chồng của cô đó, bằng chứng sống sáng cho cô thấy đó. Không một đứa nào bị cái gì hết trơn.